Xin chào quý đạo hữu đã quay trở lại với channel The Funzy Dev. Ở cái video trước mình đã giới thiệu cho các bạn định nghĩa thế nào là struct và khai báo những cái receiver function của một cái struct nó như thế nào. Và để làm một cái bí ẩn đó là tại sao mình đã đổi tên. Mình đã đổi tên nghĩa là mình thay đổi giá trị của một cái thuộc tính ở bên trong cái struct, nhưng một khi mà mình in ra thì kết quả nó lại không thay đổi gì cả. Thì bây giờ là mình sẽ làm demo trước cho các bạn thấy là làm như thế nào để cho cái function đổi tên này nó chạy trước, rồi sau đó mình sẽ dần dần mình giải thích từng ly từng tí ở trong đó lý do tại sao, và nó liên quan tới cái con trỏ. Nghĩa là bài hôm nay nó chỉ liên quan tới con trỏ. Thì các bạn nào mà đã rành về con trỏ rồi á, con trỏ giống như con trỏ trong cái bộ môn lập trình C++ á, thì các bạn nào mà đã rành về con trỏ rồi á, thì các bạn có thể là bỏ qua cái khúc này cũng được, nghĩa là không cần phải đi sâu vào detail. Các bạn chỉ cần biết khai báo đây là con trỏ và xử lý con trỏ như thế này là xong, là đúng, ok. Thì các bạn có thể bỏ qua được cái khúc này. Còn nếu như bạn nào mà chưa chắc lắm về con trỏ và muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể xem mình demo, rồi sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ thêm cái dấu sao ở đây. Cái dấu sao này có nghĩa là ok, tôi muốn cái function này nó là receiver function, mà cái kiểu dữ liệu nó là một cái con trỏ kiểu người, chứ không phải là kiểu người nữa nha bạn, nó là con trỏ kiểu người. Rồi thì tiếp theo mình sẽ sửa đây như thế nào đây, sửa code dưới như thế nào. Thì con trỏ kiểu người thì mình phải cần có một cái con trỏ. Vậy thì cái con trỏ này tôi sẽ tạo ra một cái bí kiến con trỏ Mr.C pointer, nó chính là con trỏ của Mr.C, tại vì Mr.C đang là kiểu người đúng không? Thì con trỏ này nó sẽ trở tới anh Mr.C. Rồi sau đó anh Mr.C này anh mới gọi, anh đổi tên. Đó, Mr.C này anh đổi tên. Và trong cái function đổi tên này, tại vì ở đây đang là con trỏ đúng không ạ? Cái biến người này đang là con trỏ, vậy thì mình phải lấy cái giá trị của nó ra để mà mình đổi tên. Đó, rồi. Nên nhìn nó khá là lằng ngoằng đúng không? Rồi bây giờ mình tự chạy thử coi cái function này sau khi mình sửa lại nó có đúng chưa. Rồi, nghe có vẻ đúng rồi nè. Yeah. Đầu tiên mình khai báo tên là dev, sau đó mình đổi tên lại thành bot và in cái Mr.C này ra. Vậy thì nghĩa là giá trị của Mr.C, cái tên của Mr.C đã thay đổi rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu giải thích dần cho các bạn về con trỏ ha. Và bạn nào đã biết rồi thì bỏ qua nha, có nghĩa là bạn nào đã biết rồi thì mình chỉ cần skip về khúc cuối, gần cuối á, thì mình làm cho cái code nó ngắn gọn lại, nó viết cực kỳ ngắn gọn và đơn giản, nó không có phức tạp giống như bây giờ. Còn bây giờ mình viết để mình giải thích. Thì đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về cái con trỏ. Thì để nói về con trỏ thì các bạn phải hiểu về cái vùng nhớ, có nghĩa là ở trong cái RAM của mình nó đang lưu trữ dữ liệu như thế nào. Thì trong cái RAM mình nó chia làm một cái gọi là address, nghĩa là địa chỉ, và một cái là giá trị. Thì khi mà mình tạo ra một cái biến, nó sẽ một cái biến nào đó, một cái giá trị nào đó, thì cái giá trị đó nó sẽ nằm ở trong một cái địa chỉ ngẫu nhiên nào đó. Ví dụ như trong trường hợp này Mr.C của mình nó là một cái kiểu dữ liệu người đó, mình tạo ra một cái biến mình tên là Mr.C. thì Mr.C, cái giá trị của Mr.C nó nằm, ví dụ như trong trường hợp này để tôi nói là nó nằm ở cái địa chỉ số 2. Thì cái Mr.C nó chính là cái giá trị và cái địa chỉ nó là 0002. Đúng nha. Rồi trước khi mà mình mình chỉnh sửa cái hàm của mình thì cái hàm đổi tên của mình nó đưa vào một cái function là cái receiver của mình có một cái n là cái receiver, đúng không? Thì khi mà mình gọi cái Mr.C chấm đổi tên này, thực tế ở bên trong Go nó làm cái việc là đầu tiên nó sẽ copy cái giá trị của anh Mr.C này thành cái n, có nghĩa là cái giá trị của Mr.C này anh được copy ra một cái vùng nhớ khác, và chính là anh n này anh copy trong cái vùng nhớ khác, là trong trường hợp này là vùng nhớ số 04. Vậy thì khi mà mình gọi Mr.C này chấm đổi tên, có nghĩa là mình đang đổi tên của cái anh n ở địa chỉ số 04 chứ không phải là anh Mr.C ở địa chỉ số 02. Đó là lý do tại sao mà các bạn gọi đổi tên, nhưng sau đó các bạn cầm cái Mr.C các bạn in ra thì nó vẫn là kết quả của cái thông tin cũ, nghĩa là của đúng Mr.C này chứ không phải là của n. Tại vì lúc nãy bạn cái n này chính là một cái bản copy giá trị của anh Mr.C thôi. Rồi, tới đây các bạn có thể hiểu được không? Nên là nó hơi lằng ngoằng, đúng không? Nếu bạn nào chưa hiểu thì các bạn có thể coi lại cái hình này đó, và ngẫm nghĩ một xíu, có thể tua lại mấy cái khúc này, nghe nói là nhiều lần thì từ từ nó cũng thấm thôi đó. Thì tiếp theo thì ở đây mình khai báo một cái Mr.C pointer, nó là dấu và phía trước cái Mr.C. Thì cái Mr.C pointer này lúc này nó chính là một cái con trỏ, và cái con trỏ này có giá trị chính là cái địa chỉ, cái giá trị của con trỏ nó chính là cái địa chỉ của cái vùng nhớ. Có nghĩa là trong trường hợp này cái Mr.C pointer này cái giá trị của nó là 0002. Rồi các bạn thấy nó magic chưa? Đó, bây giờ quay trở lại code, mình khai báo một cái Mr.C pointer. Nó thằng này anh đang là một cái con trỏ, đúng không? Và có giá trị là 0002. Rồi cái hàm đổi tên này mình cũng thay đổi, tại vì nếu như các bạn không thay đổi các bạn sẽ để ý nè, cái đây cái hàm receiver này nó chỉ accept cho cái kiểu dữ liệu là người thôi, chứ nó không accept cho kiểu dữ liệu là con trỏ người. Thì ở đây mình đã đổi lại thành con trỏ người, cái dấu sao ở trước cái kiểu dữ liệu để khai báo một cái gọi là con trỏ. Thì cái con trỏ người này mới được sử dụng cái hàm đổi tên. Đó, thì ở trong trường hợp này Mr.C đã là một cái con trỏ người rồi, thì ảnh chính là cái được phép gọi cái hàm đổi tên này. Và bên trong cái hàm đổi tên này thì mình sẽ gọi cái n này, nhưng mà các bạn để ý cái n này á, hay là nói cụ thể hơn cái n chính là anh Mr.C á, Mr.C pointer này á, ảnh đang là một cái vùng nhớ, có nghĩa là giá trị của ảnh á nó đang là 0002 nè, không? Thì các bạn không thể nào lấy cái 0002 này các bạn đổi cái tên được, tại vì căn bản là nó không có cái thuộc tính tên trong đó. Vậy thì từ cái pointer này mà để các bạn có thể lấy ra được cái giá trị bên trong nó, các bạn dùng cái dấu sao để có thể truy cập vào cái giá trị này của một cái giá trị của một cái con trỏ cụ thể, đây là Mr.C pointer và APN. Nghĩa là mình để cái dấu sao ở phía trước một cái con trỏ để mình lấy giá trị của nó, và khi mà cái giá trị của nó thì chắc chắn là nó có thuộc tính tên ở đây. Mà mình thay đổi cái thuộc tính tên ở đây thì tương ứng thì cái giá trị của Mr.C cũng được thay đổi theo. Đó là lý do tại sao mà mình phải code nó lằng ngoằng như vậy. Rồi các bạn nghe chắc cũng thấy hơi bắt đầu hơi lăn tăn đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ sum up lại cho các bạn hiểu nha. Đầu tiên là Go nó sử dụng một cái cơ chế gọi là Pass by Value, có nghĩa là tất cả mọi thứ khi mà các bạn đưa vào trong một cái hàm á, nó đều được copy ra một cái vùng nhớ khác, chứ bạn không lấy cái trực, nó không dùng cái trực tiếp cái vùng nhớ đó để nó xử lý trong cái hàm, mà là nó copy ra một cái vùng nhớ khác nó xử lý, và nó copy cái giá trị nha. Bởi vậy người ta mới nói là Pass by Value, có nghĩa là nó đem cái giá trị của cái biến mà bạn đưa vào trong cái hàm đó, nó copy ra một cái vùng nhớ khác. Đó, trong trường hợp này là cái Mr.C của mình. Ví dụ như này, ví dụ như là cái function người này, thì tại sao cái hàm in này nó vẫn đúng? Tại vì các bạn nghĩ nè, cái Mr.C mình đúng không, nó copy cái giá trị này ra một cái vùng nhớ khác, rồi sau đó nó in cái giá trị copy đó, thì cơ bản cái giá trị nó vẫn là y như vậy, nên nó in ra đúng, hoàn toàn đúng nha. Đó chính là cái thứ mà gọi là Pass by Value, nghĩa là trong Go chỉ sử dụng cơ chế Pass by Value, luôn luôn copy giá trị của một cái biến mà mình đưa vào cái function, luôn luôn copy giá trị nha bạn. Các bạn phải nhớ cái vấn đề này nha, nó rất là quan trọng cho những bạn mà đang tìm hiểu về cái văn bản. Còn những bạn đã biết rồi thì thôi, cái này nó easy quá rồi. Rồi tiếp theo một cái lưu ý nữa, nghĩa là giá trị của một con trỏ chính là địa chỉ vùng nhớ. Đấy, thấy chưa? Giá trị của một con trỏ chính là địa chỉ vùng nhớ, có nghĩa là bản thân giá trị của con trỏ nó chỉ lưu cái địa chỉ vùng nhớ thôi. Rồi cái dấu và ở phía trước một cái biến thì nó chính là lấy cái địa chỉ vùng nhớ của cái biến đó. Ví dụ như vào Mr.C, nghĩa là lấy địa chỉ vùng nhớ của Mr.C. Vậy có nghĩa là nó chính là con trỏ của Mr.C đó, tại vì giá trị con trỏ chính là địa chỉ vùng nhớ. Các bạn lấy địa chỉ vùng nhớ thì chính là các bạn đang lấy con trỏ đó, đúng chưa? Nhận lấy con trỏ của Mr.C, nghĩa là đang lấy cái vùng nhớ này trỏ về Mr.C. Rồi tiếp theo, rồi một cái dấu sao ở phía trước một cái con trỏ nào đó chính là nó lấy cái giá trị mà vùng nhớ đó nó đang trỏ đến. Đó, này trong cái hình này đây, giá trị con trỏ chính là địa chỉ vùng nhớ, và cái dấu sao ở phía trước mỗi con trỏ thì nó chính là lấy ra cái giá trị mà con trỏ nó đang trỏ đến. Trường hợp này lấy sao Mr.C pointer, nghĩa là cái giá trị mà cái con trỏ nó đang trỏ đến, đúng chưa? Nghĩa là đây là những cái dòng ghi chú mà các bạn phải nhớ, gọi là nằm lòng, tránh cái để không là các bạn sẽ không hiểu nổi cái pointer này đâu. Rồi mình tiếp tục ha. Này, để tiếp tục lại tìm cái dấu sao này, các bạn phải phân biệt được hai cái dấu sao ở đây nữa. Cái dấu sao đầu tiên trên này nó đứng trước một cái kiểu dữ liệu, nghĩa là cái dấu sao mà đứng trước kiểu dữ liệu á, nó là một kiểu dữ liệu. Là một kiểu dữ liệu, mình nói là một kiểu dữ liệu đặc biệt, nghĩa là kiểu dữ liệu con trỏ, và giá trị vùng nhớ nó là chính là cái kiểu mà này, cái kiểu ở phía sau này. Ví dụ trong trường hợp cụ thể này thì sao người này chính là một cái kiểu dữ liệu con trỏ có giá trị vùng nhớ, nó chính là kiểu người đó. Hay là mình nói vắn tắt, nó chính là con trỏ người. Đó, thì nó vắn tắt con trỏ người, nên nói dài dòng quá thì lại rối não. là cái dấu sao thứ hai này nó đứng trước một cái biến. Đó, và cái dấu sao thứ hai này đứng trước một cái biến con trỏ, thì để nói cho chúng ta biết rằng là tôi đang muốn thao tác với cái giá trị mà con trỏ đó đang trỏ đến. Trong trường hợp này nó tôi đứng sau trước Mr.C pointer, nghĩa là tôi đang muốn thao tác với những cái giá trị ở bên trong này. Đó, đó là tất cả những cái gì cơ bản nhất về con trỏ nói chung, chứ không riêng gì ở trong Go hết. Nếu các bạn đã học CC cộng cộng thì nó cũng y như vậy thôi, không có gì mới mẻ. Nhưng mà các bạn thấy không, rồi cái gì mà và rồi sao rồi sao rồi và rồi tùm lum hết. Nội mà nhớ mấy cái này mà biết khi nào xài sao khi nào xài và thì các bạn đã mới lập trình đó, là nhìn vô là tôi biết chắc là rối con mẹ nó não luôn mà không nhớ nổi. Thì may mắn thay, cái Go nó rất là dễ thương các bạn, nó dễ thương tới mức kinh khủng luôn, có nghĩa là nó làm sẵn hết cho mấy ông luôn, nghĩa là nó chấp nhận rất là dễ thương, nghĩa là nó dễ thương tới mức độ này nè. Mấy ông khai báo đây là một cái kiểu con trỏ người, nhưng mà mấy ông chả cần phải khai báo con trỏ người, mấy ông vẫn có thể xài được cái hàm đổi tên luôn mấy ông ơi. Đó, Go nó hay như vậy đó. Có nghĩa là ở đây mấy ông khai báo cái receiver function dành cho cái kiểu dữ liệu là con trỏ người, và nhưng Mr.C ở đây nó chỉ là người thôi, nó không phải là con trỏ nha. Và nó vẫn được phép truy cập vào cái function đổi tên này, là do bên dưới Go đã xử lý dùm bạn cái chỗ con trỏ này. Và thêm một cái nữa là ở bên trong này bạn nó đã định nghĩa nó là con trỏ, thì giá trị của nó chỉ là một cái địa chỉ vùng nhớ thôi, ví dụ là 0002 thôi gì, thì làm gì có tên đúng không. Nhưng một lần nữa Go nó xử lý ở phía bên dưới cho bạn, nghĩa là một khi bạn đã khai báo cái này là con trỏ rồi và bạn vẫn có thể chấm được cái thuộc tính ở bên trong, nghĩa là bạn có thể vẫn có thể access được thuộc tính của cái giá trị ở bên trong. Wow, không cần phải sao sao và bài gì đây nữa hết. Có nghĩa là trong tất cả những cái đoạn code này mình clean đi, mình chỉ cần thêm một dấu sao này là xong. Các bạn tin không? Bây giờ mình sẽ chạy lại cho các bạn coi nè. Đây, nó y như cái đoạn code lúc trước mà mình chưa có gọi là viết vắn tắt lại, thì nó rất là gọn đẹp đúng không. Đó, vậy thì đây là tất cả những gì về phần con trỏ mà mình muốn giới thiệu với các bạn ở trong Go. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.